Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Nông Phú Nguyễn. Chúc cho tất cả mọi người có những giây phút thật là tuyệt vời khi xem video. Và mọi người nhớ đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhanh chóng nhận được nhiều chia sẻ mới nhất được kênh Nhà Nông Phú Nguyễn gửi đến cho tất cả mọi người. Sau một thời gian thì mình làm rất là nhiều cái video mình chia sẻ về vấn đề là nuôi chim nhồng yến cho tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại về cái vấn đề là chăn nuôi heo rừng. Thì cũng có rất là nhiều người khi vào kênh của mình xem về cái mô hình chăn nuôi heo rừng của mình được hiệu quả, thì rất là nhiều bạn comment và nhắn tin hỏi về về cái cách là nuôi heo con như thế nào là tốt và nuôi heo con như thế nào là không bị đau bụng và đi phân trắng. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video này, mình sẽ chia sẻ đến cho tất cả những người đó cũng như tất cả các bạn mới vào nghề chăn nuôi và cũng như các bạn có ước muốn nuôi heo rừng trong tương lai. Thì mình sẽ chia sẻ đến cho tất cả mọi người với những cái gì mình đã trải qua, mình đã biết và mình đã gặp phải. Thì ngày hôm nay mình nhân cơ hội này mình sẽ chia sẻ lại tận tâm cho tất cả mọi người. Và trước khi mình chia sẻ thì mọi người hãy nhớ xem video này thì mọi người hãy nhớ đăng ký kênh của mình và like cho mình một cái để mình có nhiều cái động lực hơn nữa, để mình có thể chia sẻ nhiều hơn nữa cho tất cả mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ nói về vấn đề là chăm heo con như thế nào là tốt. Rồi trước khi mà để mà chăm heo con ấy, thì tốt ấy, để mà trước khi mà chăm heo con để mà chăm tốt ấy, thì chúng ta cần phải chuẩn bị đầu tiên là trước khi heo con nó ra đời và trước khi heo mẹ nó đẻ. Thì khi mà heo mẹ sắp đẻ thì chúng ta cần phải chuẩn bị một cái chuồng thật là rộng, khoảng là 10 mét vuông đối với mà chúng ta nuôi heo con, nó đối với mà chúng ta nuôi heo mẹ sinh sản. Và chúng ta cần phải là chuẩn bị một cái chuồng thoáng này, khô ráo này, và nó sẽ mát mẻ cho heo mẹ, và chúng ta sẽ cho heo mẹ vào đó để chuẩn bị cho nó đẻ. Và chúng ta sẽ chuẩn bị cho nó một cái tổ và là bằng lá khô, đặc biệt là chúng ta dùng lá chuối hoặc là chúng ta dùng rơm để mà cho heo mẹ nó làm tổ. Thì đối với nhiều người khi mà chúng ta thả rong á, thì khi mà heo đẻ thì nó sẽ làm một cái tổ thật là to, và nó sẽ làm bứt những cái, nó sẽ cắn những cái cây tươi để mà nó làm tổ, và nó trong cái chuồng của mình á, thì cái khi mà heo mà tự làm tổ bằng cây tươi á, mà nó tha vào trong chuồng á, và khi mà chúng để lâu ngày á, thì cái cây tươi này nó sẽ bị những lá tươi này nó sẽ bị héo và nó sẽ bị rất là hôi. Và khi heo con nó sinh ra và nó sẽ đái vào trong lá đó thì nó rất là hôi, và nó làm cho heo con nó bị ẩm ướt cái chuồng, và nó sẽ làm heo con đau bụng. Rồi bây giờ là mình sẽ nói về vấn đề mà khi mà heo con đã được đẻ ra rồi thì chúng ta cần phải chăm như thế nào thì nó sẽ không bị đau bụng. Đó là cái giai đoạn tiếp theo. Rồi khi mà heo con được đẻ ra rồi thì chúng ta chú ý về cái vấn đề đó là chuồng trại. Khi mà heo mà đẻ ra thì chuồng nó rất là nhớt, nó rất là bẩn. Cho nên á, khi mà heo đẻ xong á, thì chúng ta cần phải lấy những cái rác mà trong khi mà heo mẹ nó làm tổ ra, và chúng ta sẽ cần thay cho nó một cái loại tổ mới, là chúng ta sẽ dùng lá chuối hoặc là chúng ta sẽ dùng rơm mới, chúng ta sẽ bỏ vào để mà cho heo mẹ nó làm tổ để mà heo con nó nằm, và chúng ta sẽ thay cái tổ cũ ra và chúng ta sẽ vứt đi. Rồi tiếp theo là cái vấn đề mà thức ăn cho heo mẹ khi nuôi con. Thì khi mà heo mẹ nuôi heo con thì chúng ta cần phải cho nó ăn một thức ăn cố định, và chúng ta không nên thay đổi đột ngột thức ăn cho heo mẹ. Ví dụ là ngày hôm nay chúng ta sẽ cho heo mẹ ăn cám gạo và bắp và bột bắp, thì ngày hôm sau thì chúng ta hết cám gạo và chúng ta hết bắp, thì chúng ta sẽ cho nó ăn nước thừa, và mình sẽ cho nó ăn một loại thịt khác. Thì khi mà chúng ta sẽ cho ăn như vậy thì heo con nó sẽ bú sữa heo mẹ và nó sẽ bị đau bụng. Rồi khi mà chúng ta cho heo mẹ ăn bằng thức ăn mà đã để lâu ngày rồi, là nó bị thiêu rồi, mà chúng ta cũng cho heo mẹ ăn thì khi mà heo mẹ ăn vào thì heo mẹ cho con bú thì nó sẽ làm cho heo con nó bị đau bụng. Đó là cái nguyên nhân rất là quan trọng mà khi mà chúng ta chăn nuôi heo rừng con sau khi đẻ. Rồi chúng ta cần phải là khi mà heo mẹ đẻ thì nó rất là dữ, và vệ sinh chuồng trại của chúng ta nó rất là khó khăn. Cho nên là nếu mà chúng ta không vệ sinh được chuồng trại thì để cho phân của heo này nó rất là nhiều, và nó sẽ bám vào những cái gốc đó, và lâu ngày thì nó sẽ sinh ra dồi, rồi nó sinh ra rất là nhiều con hán, nó bu rất là nhiều, thì dồi nó rất là nhiều và nó bò rất là nhiều, và heo con thì nó rất là nghịch ngợm và nó sẽ ăn những con dồi đó, và nó sẽ dẫn đến là heo con nó bị đau bụng rất là nặng. Cho nên là khi mà chúng ta nuôi heo rừng đẻ thì chúng ta cần chú ý cái vấn đề chuồng phải rộng, thì và nó cái chỗ mà vệ sinh thì chúng ta cần phải làm một cái cửa như thế nào đó để mà chúng ta vệ sinh chuồng trại sau khi heo mà nó đẻ. Lúc mà heo nó nuôi con thì chúng ta cũng cần phải tìm cách chúng ta còn phải vệ sinh chuồng trại cho nó sạch sẽ, thì heo con nó sẽ đảm bảo nó không bị đau bụng. Rồi thêm một cái vấn đề nữa chúng ta cần chú ý, heo rừng thường là nó rất là thích tắm, và khi mà thời tiết nó nắng nóng thì có rất là nhiều người bơm nước vào cho heo mẹ nó bơi và cho heo mẹ nó tắm. Thì trong cái trường hợp này thì chúng ta không nên, khi mà heo mẹ đã đẻ rồi thì chúng ta tuyệt đối chúng ta không nên làm ướt chuồng, và chúng ta cũng không nên để heo con tiếp xúc với nước lạnh, và chúng ta cũng không nên để heo mẹ tiếp xúc với nước lạnh, bởi vì nước lạnh thì nó sẽ làm cho heo con nó bị đau bụng rất là nhanh nữa, vì nó sẽ nó liếm vào thì ngày hôm sau nó sẽ bị đau bụng rồi. Cho nên là chúng ta cần phải chú ý về cái vấn đề này. Rồi thêm một cái vấn đề nữa, đó là làm sao mà khi mà heo con bị đau bụng thì chúng ta chữa khỏi. Thì cũng có rất là nhiều người đã gửi cho mình xem rất là nhiều hình ảnh khi mà heo con bị đau bụng thì nó chết rất là nhanh nữa. Cho nên thì hỏi mình làm sao để mà chữa trị heo con khi bị đau bụng. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói cho mọi người rõ về cái vấn đề này và nó rất là hiệu quả. Rồi, trong trường hợp mà khi mà chúng ta thay đổi thức ăn và chúng ta sơ ý chúng ta cho ăn một thức ăn gì đó mà heo con bị đau bụng, thì trước hết thì chúng ta phải thay đổi, chúng ta sẽ ngừng cho heo mẹ ăn thức ăn đó lại. Đó là điều đầu tiên. Và tiếp theo á, thì chúng ta cần phải là đi cắt những cái cây hoàng ngọc. Thì cây hoàng ngọc thì nếu mà chúng ta không biết á, thì chúng ta sẽ lên trên mạng, lên Google, chúng ta search cái cây hoàng ngọc ra và chúng ta sẽ xem đó, và chúng ta sẽ cắt cái cây đó và chúng ta sẽ dục vào trong chuồng cho heo mẹ nó ăn, để cho mà khi mà heo mẹ nó ăn cây hoàng ngọc đó thì nó sẽ giúp cho heo con khỏi đau bụng. Rồi khi mà heo con nó bị đau bụng quá nặng á, thì chúng ta cần phải bổ sung thêm nước cho nó. Không phải là chúng ta lấy nước lạnh chúng ta ra nó uống, mà chúng ta sẽ ra ngay ở tiệm thú y, chúng ta sẽ mua những loại thuốc mà để bổ dưỡng cho heo con khi bị đau bụng, và chúng ta sẽ về chúng ta sẽ pha vào cho heo mẹ nó uống, hoặc là pha vào thức ăn cho heo mẹ. Thì khi heo mẹ nó ăn vào thì nó cho con của bú, thì nó sẽ giúp cho heo con nó được chữa lành bệnh đau bụng. Rồi khi mà heo con bị đau bụng á, thì chúng ta nên nhớ kỹ là chúng ta cần phải chữa ngay cho nó, để chúng ta không nên để quá 2 ngày, bởi vì quá 2 ngày thì heo con nó sẽ bị chết. Rồi tiếp theo thì khi mà chúng ta không có cây hoàng ngọc ở chỗ mọi người, thì nếu mà không có cây hoàng ngọc á, thì chúng ta sẽ ra tiệm thú y và chúng ta sẽ mua một cái loại gói thuốc chữa heo bị đau bụng, và khi về chúng ta sẽ pha vào trong thức ăn của heo mẹ, hoặc là chúng ta sẽ pha vào trong nước hoặc là chúng ta sẽ pha vào trong nước đi cho heo mẹ nó uống. Thì nó rất là thuốc này á, thì tên của nó thì mình sẽ để tên của nó dưới cái video này, thì mọi người khi mà mọi người xem video mình thì mọi người sẽ kéo xuống nội dung, thì mình sẽ bỏ cái link vào trong đó, thì mọi người sẽ xem cái tên của nó và ta sẽ mua loại thuốc đó và chúng ta sẽ về cho heo của mình uống nếu mà heo của mình đang bị đau bụng. Rồi khi mà heo con mà chúng ta khi mà nó bị đau bụng quá nặng á, thì chúng ta cần phải bác nó ra, và chúng ta sẽ mua đến tiệm thuốc tây, chúng ta sẽ mua một cái gói gọi là gói rong biển, là gói rong biển á. Thì cái tên của nó là gói rong biển. Về chúng ta sẽ bổ sung thêm lượng nước vào cho nó, bởi vì khi mà heo con bị đau bụng thì nó mất rất là nhanh, và điểm yếu của heo rừng nữa là khi mà nó bị đau bụng thì nó cháy cũng rất là nhanh nữa, cho nên là chúng ta cần phải mua kịp thời chữa trị cho nó để mà cho nó tỉnh lại và cho nó sẽ hết bệnh. Nếu mà chúng ta chữa trị không kịp thời và chúng ta sẽ để lơ là về vấn đề này thì heo con nó sẽ chết rất là nhanh. Rồi video của mình chia sẻ đến đây đã kết thúc rồi. Thì ngày hôm nay mình đã chia sẻ đến cho tất cả mọi người về cái cách chăm sóc heo con sau khi đẻ không bị đau bụng. Thì ngày hôm nay mình đã nói rất là quan trọng những cái điều mà chúng ta cần phải chú ý để mà chúng ta chăm sóc heo con cho nó hiệu quả và cho nó tốt. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video này. Nếu mọi người cảm thấy yêu mến video này của mình, kênh của mình, thì mọi người hãy nhanh tay đăng ký bộ kênh của mình để nhanh chóng nhận được nhiều cái chia sẻ mới nhất mà kênh Nhà Nông Phú Nguyễn sẽ gửi đến cho tất cả mọi người ở video tới. Thì cuối cùng thì mình xin chúc cho tất cả mọi người chăn nuôi heo rừng được nhiều thành công hơn và phát triển nhiều hơn nữa, và sẽ được phát triển nhiều hơn cái loại mô hình này, bởi vì loại mô hình này nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái nền kinh tế rất là ổn định. Cho nên đó, thì với nhiều kinh nghiệm chia sẻ của mình thì mình sẽ chia sẻ lại cho tất cả mọi người, sẽ giúp cho tất cả mọi người thêm một kinh nghiệm mới để mà chăn nuôi được tốt hơn. Cuối cùng thì mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.